Xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người cùng bắt đầu vào bài đếm nhịp. Thì trong bài này chúng ta sẽ đi theo 4 bức tường, 4 hướng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi hướng thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tường thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cứ đi như vậy cho đến hết bài thì thôi. Bây giờ mời mọi người cùng vào khớp nhạc ạ.
thì hòn soi sáng canh thâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.